Rồi cái clip này muốn gửi đến mấy thánh mà trẻ trâu mà chơi gà nha. Rồi mua con 500 xị nha. Đi chỗ khác chơi nha, ở đây không có đâu. Gà nuôi bên gia công nó cực rồi. Về đây còn tắm rửa này kia nữa. Ngoài màn rồi nữa. Nè, sáng mai đi tắm rửa nè. Thay hai ba đầu nước rồi. Công cán chăm sóc lính nuôi nữa nè. Thì đòi con 500 sĩ nha. Đi lên chùa mua. Mấy đi lên núi á. Rồi gà Mỹ, gà Lai, gà nhập đồ mà đòi 500 sĩ con. Không có đâu nha. Ông nào mà vô hỏi tôi có gà 500, có gà 500 ngàn con không là tôi đồ tôi block liền nha. Nói trước để mới lòng. Sáng mai đem chăm sóc cho ăn xong rồi vô mồi ẩm lên nâng niu nuôi gà cái chân không dính cất nữa. Vậy mà đi kiếm hỏi anh Bảo thì có gà nào 5 xị không, 5 xị làm cái gì, 5 xị bụi dưới à. Cho nên là đừng có vô mà tìm tôi mà kiếm gà 5 xị nha mấy anh trẻ đâu. Mấy anh 15, 16 tuổi. Tôi lại mấy anh ạ à. Để tôi mời ăn nữa. Gà kiếm gà 5, 6 xị. Gà vậy gà 5, 6 xị. Thì cũng nói là bên trại giao thì con 3 tê tập trung. Còn con loại 1 là 5 tê. Loại 1 thì khỏi phải bàn rồi. Hang. Thì cảm thấy được thì giao lưu, còn không được thì thôi tôi để tôi giao mối, tôi cứng tôi giao. Không có gì đâu. Không có gấp giao hang. Rồi chào anh em ha. Mấy anh em biết chơi thì... còn mấy anh em hỏi gà mà không cọc nữa. Bị bơm mấy lần rồi. Từ hồi làm gà tới giờ. Anh uy tín lắm, em phải nghe anh. Tới chỗ anh sẽ lấy anh đàng hoàng lắm. Đàng hoàng kiểu của anh. Mấy ông anh Sài Gòn ở quận Bình Thạnh á. Rồi ông anh ấy giấu tên đi, nhắc cái này cũng không có hay lắm. Ông đem gà tới chỗ coi mắt dịch mắt gió gì á. Rồi cái hô không nhận. Làm đem gà về tao mệt. Để tiền ship, tiền ship bên nhà xe đó. Trời ơi, má thiệt làm ăn sống nhăn. Rồi anh em có nhu cầu tuyển gà hay là chơi gà F1 điện mình ha. Số điện thoại mình ghim dưới màn hình á. Rồi cảm ơn anh em ha. Một chút mình sẽ quay trưa mình sẽ cho ăn cái gì cũng gì anh em. Sáng cho ăn rồi đó. Cho ăn cử rồi. Xong rồi cái nhét cho nó khúc cà chua. Cỡ 3 miếng vậy á. Để chút trưa mình cho ăn cái gì cũng gì là mình xô lên cho anh em coi ha. Đây, sau canh xi các bạn. Bình thường buổi trưa như này nè, mình sẽ lấy một con như vậy là cho nó ăn ba bốn con sâu. Một con gà này cho ăn ba bốn con sâu anh em. Con này nãy mới cắt mỏng đó nè anh em. Kỳ gà nào cũng vậy, thấy mấy con mà động vật bò sát nữa nó hảo lắm anh em. Ủa, thấy nó bò rồi nó quất liền không. Trưa sẽ cho hai ba con sâu, xong rồi một chút nữa mình sẽ nhét một khúc chuối nữa anh em, nhét thêm khúc chuối nữa. Mình nhét ở đây nha anh em, ở cái chỗ này nè. Xong rồi gà nó lại nó ăn nha, chứ mình không có đút từng con nha. Tại vì số lượng đông quá đút từng con rồi ẻ luôn á. Nè.
cho nó ăn, nó túc vung rầm đất. Dục ra ngoài hồi nó mắc tiêu bây giờ nè. Rồi để chút quay chuối, ăn chuối mình quay cho anh em nữa ha.